Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi một bài Zing về yoga. Hôm nay các bài này có thể ta thư giãn và kéo căng các cái phần khớp hông của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế nằm và hai chân các bạn sẽ tách nhẹ ra bằng hông và co nhẹ lại. Và sau đó hai khớp gối chúng ta ép sát lại với nhau. Chúng ta chạm hờ cho thoải mái nhất. Động tác này các bạn cảm nhận phần lưng và phần đùi của mình được thoải mái. Và nhẹ nhàng khép hở mắt lại, hít thở đều. Hãy quan sát và hơi thở. Tâm trí hướng vào hơi thở. Hãy cảm nhận sự thoải mái của cơ thể. Và hãy cảm nhận sự thoải mái của cột sống lưng. Hãy cảm nhận sự thoải mái của vùng khớp hông. Hãy cảm nhận sự thoải mái của mắt cá chân và cổ chân của mình. Lúc này chúng ta đang được thư giãn. Lúc này chúng ta đang được thả lỏng. Hãy cảm nhận sự thoải mái của cơ thể. Hãy cảm nhận sự thoải mái của tâm trí. Thả lỏng hơi thở. Hãy thả lỏng tâm trí. Và hãy cảm nhận những âm thanh, tiếng động bên ngoài. Hãy lắng nghe những âm thanh, tiếng động bên ngoài. Và cảm nhận những âm thanh, tiếng động bên ngoài. Và từ từ loại bỏ hết những ảnh hưởng bên ngoài ra khỏi tâm trí. Hãy cảm nhận thật sự thoải mái vào lúc này. Hãy cảm nhận thật sự thoải mái và thư giãn. Chúng ta hãy cảm nhận hai bàn chân chúng ta tách nhẹ ra ngoài thảm. Sau đó hai gối chúng ta khép nhẹ, hai gối chạm vào nhau. Hãy cảm nhận hai gối chạm vào nhau. Bạn cao hoa. Đúng.
Rồi mời cả lớp ta từ từ nhích nhẹ hai gối vào bên trong vuông góc. Vào gác chân phải lên đùi trái. Và các bạn luôn đè hai tay vào dưới đùi của mình và kéo nhẹ vào bên trong, ép theo cái cơ địa của mình và giữ lại. Tiếp tục giữ và hít thở đều. Đúng rồi. Gối phải co lại, đặt lên cổ chân lên khớp gối trái và hai tay nắm vững đùi, cả lớp kéo nhẹ lại và giữ. Cố gắng co cái gối của mình lại. Tư thế sâu kim nhé. Kéo gối trái cả lớp ơi, kéo cái gối trái của mình. Cố gắng cảm nhận căng đùi phải. Hít thở đều và đưa ý thức vào vùng được căng giãn. Đưa hơi thở vào vùng được căng giãn. Đưa tâm trí vào hơi thở và đưa ý thức vào vùng được căng giãn. Mời cả lớp chúng ta từ từ hạ chân phải của mình xuống nhẹ nhàng. Và các bạn tiếp tục co chân trái lên khớp gối phải và hai tay nắm phần đùi dưới kéo lại vào trong cơ thể, trong lòng của mình. Kéo cảm nhận thoải mái nhất mà cơ đùi bên trái các bạn được kéo căng. Các bạn nhớ là không có nâng phần mông của mình lên. Phần xương cùng các bạn vẫn được ép xuống sàn. Hãy quan sát và hơi thở. Quan sát vào hơi thở. Quan sát. Rồi từ từ cả lớp ta hạ chân của mình xuống. Và chúng ta ôm nhẹ hai gối của mình lại. Ôm nhẹ hai gối. Và các bạn lăn lên ngồi trở về. Khép hai lòng bàn chân của mình lại với nhau. Và các bạn đi nhẹ người bộ về phía trước, thở là vừa phải, lưỡi ngực thẳng lưng. Ép xuống. Bạn nào cảm nhận mỏi cổ thì chúng ta sẽ đặt viên gạch ở trên lòng bàn chân của mình. Chúng ta kê lên để các bạn cảm nhận độ gập sâu thoải mái nhất, hoặc đặt về phía trước.
Đúng rồi, cảm nhận. Có thể các bạn sẽ hạ cái trỏ tay của mình xuống, nếu như ở nhà chúng ta không có gạch thì hạ nhẹ trỏ tay của mình. Hãy quan sát vào hơi thở. Rồi từ từ cả lớp ta thu hai tay của mình trở về. Và các bạn xoay người trở về tư thế cái bàn. Các bạn xoay người trở về tư thế cái bàn. Linh quay về bên này em. Đúng rồi. Không sao. Rồi cả lớp ta chống úp bàn chân, đẩy về tư thế chó úp mặt. Chậm, nâng lên chậm. Và chúng ta sẽ đi bộ nhẹ ở phần thư giãn. Đi bộ tại chỗ, co gối và ép gót chân của mình xuống. Cảm nhận khớp gối và cổ chân được thoải mái nhất. Rồi cả lớp ta ấn hai gót chân của mình xuống sàn và từ từ nâng chân phải đá lên cao. Các bạn bước nhẹ về ra phía ngoài bàn tay phải, hạ gối trái phía dưới, duỗi căng mũi bàn chân. Các bạn trở về tư thế lồng bay thấp ở trong giang, nó gọi là tư thế thằn lằn. Dinh nó sẽ gọi là tư thế lồng bay thấp. Và ở tư thế này các bạn mà nào mà bị đau khớp gối thì có thể quặn cái khăn, hoặc là có viên gạch chúng ta sẽ kê ở phía dưới, hoặc là các bạn gấp cái thảm của mình lại để các bạn êm cho nó thoải mái nhất phần khớp gối của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ hạ nhẹ trỏ tay của mình xuống và lướt nhẹ ngực, thở ra. Cảm nhận sự thoải mái của khớp gối và hãy cảm nhận sự thoải mái của vùng khớp hông được căng giãn. Đúng rồi. Chúng ta hãy lựa chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất và hướng ý thức vào mục tiêu
Mục tiêu của chúng ta ở chỗ ở động tác này sẽ vào phần khớp hông phía đùi sau của chân phải và đùi trước của chân trái. Các bạn tiếp tục hướng ý thức vào hơi thở và đưa ý thức vào vùng được căng giãn. Chúng ta hãy cảm nhận những tư thế trong vòng 2 phút đến 3 phút. Rồi cả lớp ta từ từ chống từng bàn tay của mình xuống sàn nhẹ nhàng và chống mũi bàn chân phía sau. Các bạn đẩy về tư thế chó úp mặt. Nhẹ nhàng đẩy về tư thế chó úp mặt. Và nâng chân trái đá lên cao. Bước về cạnh tay trái và hạ gối phía sau xuống, di chuyển bàn chân ra ngoài bàn tay và hạ gối phải xuống dưới sàn. Bạn nào mà cảm nhận khớp gối đau thì chúng ta sẽ kê phần khăn hay là cái chăn của mình xuống để cho thoải mái nhất, hoặc là gấp cái thảm của mình lại. Gấp cái thảm của mình lại để nó dày hơn để mình khỏi bị đau. Các bạn để ý, chúng ta hãy chỉnh phần khớp gối cho thoải mái nhất trước, nhớ là khớp gối không bị đau nha cả nhà. Sau đó chúng ta sẽ từ từ hạ nhẹ trỏ tay của mình xuống sao cho phần khớp hông được căng, cảm nhận căng theo độ của cơ thể. Cố gắng thoải mái và quan sát vào hơi thở. Quan sát vào vùng được căng giãn.
thở. Rồi từ từ cả lớp ta chống bàn tay và chống mũi bàn chân. Các bạn nhẹ nhàng rút về tư thế chó úp mặt. Rút về tư thế chó úp mặt. Thoải mái nhất nào. Rồi hít vào cả lớp ta đá chân phải lên và bước nhẹ về cạnh tay phải lần hai bên trong bàn tay và tiếp theo hạ gối của mình xuống. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng duỗi thẳng chân phải nuôi nhẹ mông ra phía sau. Các bạn kéo căng và từ từ co trỏ bàn tay của mình xuống và giữ lại. Kéo căng và gập sâu. Quan sát và từ từ nâng nhẹ. Đúng rồi, các bạn nhớ úp mũi, ấn mũi bàn chân của mình xuống, không nâng gót chân, không nâng mũi bàn chân. Hãy quan sát vào hơi thở. Quan sát vào vùng được căng giãn. Rồi hít, các bạn từ từ lướn nhẹ người về phía trước, co nhẹ gối và các bạn xoay nhẹ qua bên phải và co gót chân trái lên. Tiếp tục các bạn co cảm nhận thoải mái khớp gối rồi, sau đó tay các bạn với nhẹ ra phía sau kéo lại. Cố gắng thoải mái, nhớ thả khớp gối của mình phải cảm nhận được êm ái. Bạn nào mà cảm nhận chống tay mà căng cổ tay thì hạ trỏ tay của mình xuống. Cái khuỷu tay của mình á, đúng rồi. Ta cảm nhận vào vùng đùi trước của chân trái. Quan sát vào hơi thở. Rồi từ từ cả lớp ta thả lỏng tay, duỗi căng mũi bàn chân xuống sàn và chống hai tay về phía trước. Rồi sau đó các bạn di chuyển nhẹ bàn chân phải về phía trước. Lúc này chúng ta sẽ nuôi nhẹ mông vào phía sau và đẩy gót chân, chân phía trước thẳng
gót chân phía sau các bạn ép sát xuống sàn, giữ lại vừa phải. Nhích bạn gót chân phải về phía trước để ép cái hông bên trái xuống dưới sàn. Đúng rồi. Hãy cảm nhận vùng khớp hông của mình. Các bạn nhớ là không thả lỏng phần hông của mình xuống sàn, cảm nhận. Hai. Rồi từ từ cả lớp chúng ta nuôi nhẹ lại và đẩy về tư thế chó úp mặt lút lên. Rồi nâng chân trái đá lên cao, hít vào. Và bước nhẹ về phía trước, cạnh tay trái. Hạ gối. Cảm nhận khớp gối của mình được thoải mái nhất. Sau đó co gót chân phải về mông. Tay trái các bạn với ra phía sau, tay trái em, đúng rồi, và kéo nhẹ mũi bàn chân, gót chân về mông. Chúng ta có thể hạ trỏ tay xuống sàn, sao cho cột sống lưng của mình thoải mái nhất và vai của mình được thoải mái nhất. Hướng vào vùng được căng giãn, đúng rồi. Bạn nào bị mỏi cổ thì chúng ta có thể là hạ trỏ tay và đặt bàn tay lên mang thái dương của mình cho thoải mái nhất. Hoặc là chúng ta sẽ có viên gạch để chúng ta hỗ trợ, để chúng ta cúi nhẹ xuống cho thoải mái.
quan sát và không đè nén lên các phần khớp. Rồi từ từ cả lớp ta hạ mũi bàn chân của mình xuống và chống tay trở về. Sau đó các bạn xoay người về phía trước, xoay người qua bên phải của mình. Các bạn trở về tư thế tam giác á. Xoay, đúng rồi, em xoay khớp gối, nâng khớp gối lên. Ok, chỉnh lại. À ok, các bạn xoạc đi đảo. Rồi, chúng ta nhích bàn gót chân về phía trước. Chúng ta còn một động tác xoạc ra nữa. Nào các bạn xoạc dọc đi nào. Chúng ta còn một động tác xoạc dọc nữa. Đúng rồi. Hạ gối phía sau, gối phía trước thẳng, có thể nâng khỏi mặt sàn không sao nha cả nhà. Rồi từ từ cả lớp ta thu nhẹ hai chân lại và chúng ta sẽ xoay nhẹ về phía bên phải và chống hai chân, các bạn trở về tư thế tam giác. Tư thế tam giác này các bạn sẽ cảm nhận độ mở rộng vừa phải, không quá rộng. Rồi sau đó hai tay các bạn sẽ nắm nhẹ lấy khuỷu tay của mình, các bạn trở về tư thế đung đưa, thả lỏng vai và thả lỏng cột sống. Thẳng gối.
Rồi từ từ các bạn đặt bàn tay của mình xuống dưới thảm. Và các bạn co nhẹ gối phải trước và co nhẹ gối trái, các bạn hạ xuống dưới sàn. Chúng ta trở về tư thế con ếch. Động tác này, bạn nào mà bị võng phần lưng, chúng ta có thể có viên gạch hoặc là cái phần gối của mình, các bạn đặt vào dưới phần bụng. Các bạn nhớ là đặt dưới phần bụng, sau đó chúng ta nằm nền. Các bạn đặt gối, tôi bắt đầu từ phần mu của mình xuống, bắt đầu từ phần mu đổ lên. Các bạn không đặt vào qua phần khớp hầu cho thoải mái nhất. Chúng ta cố gắng thoải mái phần vai. Bạn kê bụng gối lên rồi thì các bạn thoải mái phần vai. Bạn không có thể đặt viên gạch ở dưới phần bụng của mình. Đây này. Đó. Thoải mái không? Cần cao lên được không? Ok. Đây, bạn. Đây, có cái gối để cho bạn công này. Đấy, chúng ta có thể là hỗ trợ bằng cái gối hoặc cái viên gạch của mình. Các bạn nhớ là hai vai chúng ta thoải mái nhất. Các bạn không để võng phần lưng nha cả nhà ơi. Nhớ là không để võng phần lưng. Hãy cảm nhận thoải mái nhất có thể. Rồi từ từ cả lớp chúng ta chống hai tay
và bạn khép nhẹ hai gối của mình lại. Bạn không hạ thấp phần cột sống lưng quá, cho nên là lúc trở về rất là khó, nó đang bị cái cột sống của mình nó đang là căng. Rồi chúng ta quỳ hai gối của mình lên. Rồi hít vào, chúng ta nâng hai tay lên cao. Và các bạn vươn vai lướn ngực lên. Ta vươn vai lướn ngực để làm sao để kéo cột sống lưng của mình. Rồi từ từ cả lớp hạ xuống tư thế con mèo thở là. Rồi các bạn nhẹ nhàng ngồi xuống dưới thảm và tách hai chân là thoải mái, biên độ động theo vùng khớp hông của mình thoải mái nhất. Đúng rồi, cố gắng thoải mái. Đúng rồi. Rồi hít vào, các bạn nâng hai tay lên cao. Và nhẹ nhàng xoay người về phía bên phải. Các bạn gập theo chân phải của mình thở là giữ lại. Đúng rồi, tiếp tục thoải mái. Hơi thở. Rồi từ từ các bạn xoay người qua bên trái. Xoay người qua bên trái và tiếp tục úp vai của mình xuống.
Từ từ cả lớp ta ngồi trở về. Và các bạn khép nhẹ hai chân của mình lại và nằm xuống dưới thảm. Các bạn sẽ nằm áp sát xuống dưới sàn. Và duỗi thẳng hai chân. Lúc này các bạn sẽ co nhẹ gối phải của mình lên. Và các bạn hai tay chúng ta xoay, có thể tay phải các bạn xoay nhẹ phần khớp gối phải của mình, xoay vào bên trong và mở nhẹ ra bên ngoài. Xoay từng vòng một. Cảm nhận khớp hông của mình được thoải mái. Cố gắng xoay cho cảm nhận phần khớp hông của mình. Xoay chậm. Xoay chậm. Rồi chúng ta xoay ngược lại. Xoay ngược lại. Rồi, chúng ta từ từ duỗi thẳng ra phía ngoài. Không, thẳng ra, em thẳng xong. Rồi đổi bên. Co gối trái lại. Sau đó tay trái nắm nhẹ gối và xoay. Phá. Ta xoay ngược lại. Rồi mời các lớp ta thả lỏng hai chân của mình. Và các bạn co gối ép nhẹ qua bên. Ôm hai nhẹ hai gối của mình lại. Và nâng cầm chạm gối. Ta từ từ hạ vai và đầu xuống. Và hai tay dang ngang ra. Các bạn ép nhẹ gối qua bên phải. Và ép nhẹ gối qua bên trái. Hít vào. Ép qua bên phải. Hít vào và ép qua bên trái. Hít vào và ép qua bên phải.
hít vào và ép vào bên trái, và hít trở về. Các bạn tách nhẹ hai chân ra bằng thảm, chúng ta nằm tư thế thoải mái nhất. Hai tay các bạn xuôi thân thoải mái. Chúng ta từ từ co duỗi cái đầu bàn tay. Các bạn từ từ lựa chọn cho mình một tư thế nằm nghiêng một bên. Và các bạn chống tay xuống ngực, đẩy thẳng cổ sống và trở về. Rồi hai tay quậy trở về tròn lòng vậy. Và chắp lại. Rồi chúng ta sẽ kéo về trước ngực. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi thật thư giãn và an toàn, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Namaste.